Hi, em An xin gửi lời chào đến tất cả chị quý khách thân yêu. Và hôm nay là một buổi chiều chủ nhật ngày 14 tháng 11 anh chị nhá. Và ngay lúc này đây thì khách hàng đang vắng, nên là em An sẽ lên sóng rất nhanh một mẫu xe Phú Quang B theo yêu cầu của mấy chị khách hàng có nhắn tin em An là quay review chi tiết mẫu xe này. Một mẫu xe mà em An cũng đã cập nhật trong buổi báo giá ngày hôm qua, ngày thứ bảy anh chị nhá. Và chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thoải mái, vui vẻ khi xem video nhất của em An. Đừng quên cho em An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh anh chị nhá. Rồi, ngay sau lưng em An là một chiếc Hyundai Accent số sàn, sản xuất 2018, màu đen, biển Bình Dương. Màu đen anh chị nhá. Và anh chị cùng tham quan một vòng mẫu xe này. Màu đen, biển Bình Dương. Và đều biệt chiếc xe này mới chạy có 26.000 km chuẩn thôi, rất là mới. Và mức giá mà bên em đang niêm yết là 375 triệu. Thì anh chị có thể thấy là xe đã được trang bị những cái chi tiết như vè mưa, chén cửa rồi. Và đây là bản full, và đây là một mẫu phân khúc hạng B mà em An cực kỳ là thích thiết kế. Thiết kế ngoại thất và đặc biệt nội thất của em này cũng rất nhiều option. 375 triệu cho một chiếc bản full, mức giá quá là hợp lý tại thời điểm này. Màu đen anh chị nhá. Chiếc xe này thì bây giờ em An sẽ cho anh chị tham quan trước bế bên đây trước đi, tại vì nó hơi chật trội một chút. Đó. 2018, bán đủ 375 triệu. Xin lỗi chị nha, đang quay mà có khách hàng chốt cọc từ xa, nên là vừa chuyển cọc cho em An nên là điện để xác nhận. Rồi, và em này thì trang bị 4 mắt cảm biến sau này. Đây, vỏ đây. Vỏ này là 4 thắng đi ABS và tính năng an toàn như cân bằng điện tử đầy đủ hết này. ABS đây, mâm R15 anh chị nhá. Và vỏ đây, vỏ theo xe này anh chị này, tuần thứ 43 năm 2018 đây. Và cái gai nó rất là sâu, rãnh rất là sâu này anh chị này. Đấy, đúng chất luôn, là 26.000 mới tinh luôn đấy anh chị. Đó. Và các góc cảng này chị thấy rất là khít. Xe này bên em đã rửa dọn, đã đánh bóng cho chị hết rồi. Đó, cái tay cửa thì mạ chrome sẵn này, phim cách nhiệt và mưa đầy đủ này. Và đây, trong nội thất thì em này cũng đã được bọc bộ ghế da cho chị rồi. Đấy, rồi ốp bậc lên xuống khá là đầy đủ. Đó. Ghế da hai màu nhé, trần 6D. Cũng màu kem khá là cùng với tông màu của xe. Đây, và tất cả những cái chi tiết keo chỉ hay những cái lách cửa là em bao cho chị là chưa ra ốc và chưa chạy lại keo chỉ, rất là mới nhá. Đó. Thì vừa đấy có một anh khách có nhắn tin cho em An là gửi cái video chi tiết mẫu xe này, thì em An cũng sẽ gửi, bởi vì là khi mà em An quay thì sẽ quay rất là chi tiết. Đó. Những cái đường hông này, những cái lườn đấy là tuyệt đối là chưa móp méo hay biến dạng. Và gầm bệ thì nói chung là ở một chiếc xe đời 18 như thế này thì gầm bệ nó còn mới tinh. Đó. Bên em thì chuyên những dòng xe lướt hoặc là xe cọp. Xe lướt ở đây có nghĩa là những chiếc xe đời cao nhưng chủ xe chạy rất là ít. Xe cọp nghĩa là những chiếc xe mà đời có thể 4 năm, 3, 4, 5, 5 năm, thậm chí là 10 năm nhưng mà chạy chỉ có mấy chục ngàn. Đấy là gọi là xe cọp. Đấy là cái ngôn ngữ mà trong công nghề làm xe cũ ấy, thì mọi người hay gọi nhau là vậy. 2018 bản đủ 375 triệu. Rất là đẹp đấy chị nhá. Vô lăng tích hợp. Đó. Hộp số sàn. Đó. Vô lăng 3 chấu bọc da, vô lăng tích hợp là, và những cái khóe vô lăng này cực kỳ đẹp luôn chị nhá. Đó. 2018. Đó. Rất là mới, đây cho chị coi này. Đấy, cục gần số, hộp số sàn 6 cấp. Và đây, còn khá là đẹp. Khóa điện này đầy đủ đây chị nhá. Khóa điện này rất là hay, có thể cốp điện này. Rồi tự động luôn. Đó, khóa thông minh mà. Khóa đầy đủ thông minh này. Start top này, đấy, đèn lộ start top này, đó, rồi ở đây có đèn pha auto, gạt mưa auto này, rồi bên đây là đèn pha auto này, đó, quá nhiều option đúng không ạ? Và một cái màn hình này có chỉ đường cho anh chị này, rồi các tính năng Bluetooth, radio khá đầy đủ, điều hòa chỉnh tay, số sàn cũng như là số tự động bản tiêu chuẩn xe điều hòa chỉnh tay, hai túi khí an toàn, bốn loa giải trí, đó, và ghế thì còn mới tinh này, đó, em này rất là đẹp luôn. Phần táp bi cửa kia là phần hai màu á, mà nó đen và màu kem, và có gương kính chỉnh điện, gương cụp đầy đủ hết cho anh chị. Đó, khá là đẹp. Đây, ba chân đây chị có thể thấy là chân thắng, chân côn, chân ga đều quá là mới á, chưa hề có mòn mong chóc gì. Chiếc xe đi mới có 26.000 thôi. Rồi, tiếp tục đến phần đuôi sau này, nó hơi chật một chút nên em An sẽ giới thiệu nó rất là gói gọn cho anh chị. Đây, bốn mắt cảm biến sau. Đó, dưới là hai đèn phản quang. Và em này có cụm đèn hậu sau thì giải led thực sự quá chất, quá đẹp luôn. Đó. Em An sẽ bật cái cụm đèn sau này cho anh chị coi này.
Đấy, xe này mới lắm anh chị. Đó. Ok, đây cụm đèn hậu sau nhé, giải LED 3D thực sự rất là sang mà em ăn. Cá nhân em ăn thì cực kỳ thích cái thiết kế cụm đèn hậu này. Đó, ở đây thì có một cái đèn báo thắng này, trên là anten vây cá mập đã được vào nguyên bản là cái anten dài thôi. Đó, cốp điện anh chị nhé, cốp này anh chị có thể lấy khóa là tự bật lên luôn. Đó, lót cốp này bằng mủ này. Đấy, lỉ này. Đấy, khá là đầy đủ. Vỏ sơ cua đây, vỏ sơ cua này thì chưa lướt nhưng mà còn theo xe, còn theo xe, lướt rồi nhưng mà còn theo xe anh chị nhé. Đấy, mới tinh luôn. Và những cái là chi tiết ốc này cũng chưa tháo mỏ thì hết này. Đấy, chi tiết ốc này chưa tháo mỏ này. Đó, keo chỉ là zin hết, quá ok luôn anh chị luôn nhé. Đó, các đinh bấm hai bên này. Đó, còn đầy đủ hết. Đó là bao tuyệt đối, đâm va cấn đụng. Đó, đó là bên Aman luôn luôn là cam kết. Rồi đến tiến tới phần hông bên đây thì mình thùng rất là thẳng và tuyệt đối là không có đụng chạm vào đây anh chị nhé. Cái điều mà mỗi chiếc xe cũ mà em ăn chào bán anh chị đó chính là nó không ảnh hưởng đến keo chỉ. Và khi mà keo chỉ không bị thì chắc chắn là những cái đinh bấm ở bên trong đây. Đó, bởi vì như em ăn đi mua xe cũ vậy thôi, chỉ cần nhìn cái keo chỉ bên ngoài còn thì chắc chắn là những cái đinh bấm ở trong đây, cái đinh bấm này như cái tay em chỉ này, đó, là chưa bị chạy lại, có nghĩa là xe nó không bị đâm đụng lại, bởi vì thực ra đã vào đến đây rồi thì rất là nặng rồi anh chị. Đó, thì đây tất cả những cái keo chỉ này là em ăn bao zin cho chị nhá. Không gian nó hơi chật một chút nên là em ăn không mở hết cái cửa ra được. Đó, bao zin cho chị là tất cả những cái chi tiết keo chỉ là chưa chạy lại và nguyên bản tuyệt đối. À, các lách cửa đây anh chị có thể thấy là rất là mới nhá. À, 2018 số sàn bản đủ 375 triệu, thực sự đẹp đúng không anh chị. À, đây tay cửa là khóa cảm biến hết rồi. Và đây cho anh chị xem cái phần vỏ nhá. Đây vỏ, đây vỏ là theo xe hết này. Đó, xe cái đết đây, đết này anh chị này. Đấy, tuần thứ 39/2018, mâm chưa sơn lại, mâm sơn zin luôn nhá. Đó, và đây những cái lồng ấy bên trong này, em này có vẻ là chủ xe đã phủ gầm cho chị luôn rồi nhá. Đó, đầy đủ hết. Đó, mới lắm anh chị. Cái đường lườn đây cho chị xem đường lườn nhé. 2018 chuẩn 26.000. Cụm đèn này thì có gương cụp rồi, sinh nhan báo rẽ đây rồi. Đó, rồi đến phần đây thì chỉ có cửa phía người lái và phía trước người ngồi là sẽ có khóa cảm biến thông minh này. Đó, đây. Đấy, sạch sẽ đúng không ạ, xe rất là sạch. À, các bậc lên xuống đều ốp bi lốc chống chảy xước. À, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối cho anh chị. Bên em quay rất là chi tiết, tại vì ra với những anh chị nào mình ở xa thì mình có thể chốt cọc xa cho em ăn rồi, rất là dễ thôi, bởi vì những chiếc xe bên em luôn luôn là cam kết chất lượng bằng văn bản cho anh chị. Ra nhiều anh chị quý hàng, có lẽ là em ăn nói những điều này với những anh chị mà lần đầu tiên xem kênh của em ăn thôi, còn những anh chị đã theo dõi em ăn quá lâu rồi thì thừa cái sự tin tưởng đó dành cho bên em. Đấy là cái điều mà em ăn có thể khẳng định. Chiếc xe này có duy nhất một vỏ này, em nghĩ có lẽ là nó bị trong quá trình chạy có thể bị bể nên là đã thay vỏ rồi, duy nhất một cái vỏ này, và vỏ này là vỏ mới luôn anh chị nhá. Đây này, đấy cũng rất là dày. Duy nhất mà vỏ này em nghĩ là do trong quá trình chạy có thể bị lổ vỏ hoặc là gì đó, hoặc là bị rách sâu quá thì chủ xe thay thôi, chứ còn nó tất bốn vỏ kia là theo xe, duy nhất là vỏ này thôi, những cái đó thì không quan trọng anh chị ạ. Trong quá trình di chuyển thì mình không thể biết trước được điều gì, quan trọng là nó sẽ không xảy ra cấn đụng tai nạn ảnh hưởng đến khung xương. Cúp đèn pha ở đây là dạng thấu kính anh chị nhá, có giải LED định vị ban ngày cho anh chị. Dưới là đèn gầm sương mù, dưới đèn gầm sương mù và mặt ca lăng. Mặt ca lăng ở đây mạ chrome anh chị nhé, khóa mặt ca lăng ở đây mạ chrome và hình lục giác này. Giữa là một biểu tượng Hyundai. Và em An sẽ cho anh chị tham quan phần khoang động cơ của mẫu xe này, một chiếc xe chấm tư. À, chấm tư anh chị nhé. Xe thì em An luôn quay rất chi tiết, bởi vì mọi chi tiết nó nói lên được một điều, chiếc xe có đi đúng không và xe có bị lỗi hay không. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu từ cái máy trước đi, em An sẽ cho chị xem máy. Máy của một chiếc xe, tất cả những cái chi tiết ốc này là chưa tháo mở anh chị nhé, chưa tháo mở. Ốc mặt máy này cũng vậy. Đó, những cái ốc này chị biết sao An ạ, tại vì có ít đi quá, nhiều lúc là chuột vô á, nó đái vô đây, nó đái vô nó sẽ gây như này, nhưng nó không ảnh hưởng đến chất lượng của cái ốc cả, nó bình thường thôi, nó sẽ hơi xấu mã một chút, nhưng mọi chi tiết là nguyên bản anh chị nhé. Đấy, cái đấy là em An phải bao cho chị, là máy là nguyên, cục ABS bên trong này.
đấy, và những cái đinh bấm vào này là đinh bấm zin nhé anh chị nhé, đinh bấm zin này đấy, xe nó không bị cấn đụng vào đây. Quan trọng nhất là những cái khung xương này không ảnh hưởng gì cả. Đó, và đây vẫn là đèn zin của nó này, đèn zin, đèn zin. Các ốc này anh chị thấy không, những cái ốc này là chưa tháo mở này, ốc má vè chưa tháo mở này. Đấy, rồi những cái ốc bên trong này cũng vậy, chưa đụng chạm gì. Ốc cabo đây, đó, ốc cabo chưa tháo mở, những đỏ xe chưa có phải làm lại đồng, đó, chưa phải làm đồng, đó. Và đây, cabo vẫn nước sơn zin hết nhé. Đấy, keo chỉ đây là chuẩn chỉ cho anh chị. Đó, anh chị thấy là tất cả những cái chi tiết ốc là chưa tháo mở ha, nguyên bản luôn. Đó, đây những cái chi tiết này cũng là nguyên bản hết nhé, khung xương này là chuẩn chỉ cho anh chị, rất là mới. Đó, một em xe đi 26.000 chuẩn luôn, cực kỳ đẹp đúng không ạ. Rồi, em An vừa gửi đến tất cả chị các bạn thân yêu của em An rất nhanh mẫu Hyundai Accent số sàn bản đủ 2018 của siêu thị ô tô Bình Dương, mới đi 26.375 triệu cho mẫu xe này. Và tất nhiên giá luôn có thương lượng cho anh chị nào thực sự quan tâm và yêu thích mẫu xe màu đen Accent của bên em. Một nữa cảm ơn chị rất là nhiều, và em An sẽ lên sóng thường xuyên liên tục hàng ngày để cập nhật các mẫu xe cho anh chị. Nếu anh chị đang cần những chiếc xe chất lượng giá cả tốt nhất thì hãy đến siêu thị ô tô Bình Dương. Và anh chị cần video của bất cứ mẫu xe nào thì cứ nhắn tin em An sẽ sắp thời gian để gửi đến tất cả anh chị nhé. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại anh chị.